À, em Huy Dâu xin được chào tất cả các anh chị khán giả đến từ đất Quảng Ninh. Em là Huy Dâu, chủ nhà Huy Dâu. Hôm nay thì rất là cảm ơn các anh chị đã đến tham gia thẩm cố của em Huy tại chợ đêm Phan Thàng để thẩm món cố của em Huy. Mong muốn rằng là có những dịp những anh chị con người của đất Quảng Ninh hay là các tỉnh bạn ở dưới xuôi đến với Lai Châu chúng em để trải nghiệm đất nước, con người và chinh phục những ngọn, những đỉnh núi cao của Lai Châu. Lai Châu có 6 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, chỉ sau Phan Xi Păng, và có cầu kính Rồng Mây, nơi để cho các bạn trải nghiệm và dũng cảm để chinh phục độ cao. Ngoài ra thì đến với Lai Châu thì các anh chị có thể trải nghiệm không gian chợ đêm, không gian chợ phiên Phan Thàng, có thể đây là những cái phiên chợ lớn nhất của Lai Châu. Bên cạnh đó thì các anh chị có thể đến với những điểm du lịch cộng đồng, đặc biệt là du lịch cộng đồng của bản Xin Hồ, xã Xin Hồ, một trong những điểm du lịch đẳng cấp nhất của Việt Nam và nằm trong top 1 của ASEAN các bạn nhé. Phía xa xa kia là nhà máy thủy điện Lai Châu nhé, mọi người nhìn thấy. Thế còn đây là trạm biến thế, truyền tải điện năng đi xa, hòa vào đường dây 500 kV Bắc Nam. Đây là phía dưới hạ lưu của con sông. Rất nhiều ngô, nhà này rất là nhiều ngô, họ treo trước cửa nhà, rất là đẹp. Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đặng Vân Trường Vlog. Xin mời các bạn xem kênh và ủng hộ đăng ký, xem và chia sẻ kênh nhé. Mời các bạn đón xem các video mới nhất nhé. Kè thăm Thủy điện Lai Châu, hay còn gọi là Thủy điện Nậm Nhùn, là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam, xây dựng trên dòng chính sông Đà tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Từ thành phố Lai Châu theo quốc lộ 4 đi khoảng 35 km đến thị trấn Phong Thổ, đi vào quốc lộ 12, đi thêm 65 km từ lối rẽ đi thị xã Mường Lai và đường tỉnh lộ 127 đi lên Nậm Nhùn. Từ đó đi thêm 35 km tới Thủy điện Lai Châu, đường không khó đi, đổi dốc quanh co nhưng không quá gấp và dốc cao dài. Mục đích của việc ghé thăm công trình trọng điểm quốc gia để các bạn tìm hiểu thêm về công trình đánh dấu giá trị Việt, bởi các công nhân kỹ sư Việt Nam đã tự chủ từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công xây lắp, đồng bộ thiết bị, giám sát đến quản lý vận hành. Sau
với quy mô và độ hoành tráng của Thủy điện Hòa Bình hoặc Sơn La còn thua xa, nhưng cũng đủ tự hào về công trình quốc gia hoàn toàn do người Việt tự làm. Thủy điện Lai Châu là nhà máy nằm cao nhất trên thượng nguồn sông Đà. Nếu có dịp mời các bạn ghé qua Thủy điện Lai Châu, xem sức mạnh cùng trí tuệ con người Việt để thấy tự hào hơn về tổ quốc ta. Lai Châu là tỉnh có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khơi nguồn cảm hứng cho những người thích sự mới lạ. Nơi đây còn có văn hóa đặc sắc trong phong tục tập quán và ẩm thực phong phú. Đến với Lai Châu là đến với nơi có những món ăn đậm đà hương vị của núi rừng, khiến thực. Nói đến ẩm thực Lai Châu chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ đến món thịt sấy gác bếp, cá nướng, lạp sườn, thắng cố, xôi nhiều màu. Lai Châu có 20 dân tộc thì mỗi dân tộc có cách chế biến món ăn riêng, nhưng điều đặc biệt ở mỗi món ăn đều có sử dụng những gia vị đặc trưng. Ừ mắc khén, hạt dồi, thảo quả, xả, ớt, gừng, húng, quế, hôi. Với cách sử dụng gia vị tài tình, tinh tế đã làm cho các món ăn mang hương vị riêng có và độc đáo, khiến cho những ai thưởng thức đều cảm thấy như đang nếm tất cả hương vị của núi rừng. Không chỉ biết sử dụng các gia vị từ núi rừng, các món ăn ở Lai Châu nổi tiếng ngon bời đều được lựa chọn nguyên liệu một cách kỹ lưỡng. Từ kinh nghiệm của mình, người dân nơi đây thường chọn lựa từ những nguyên liệu sạch, những con vật được nuôi thả tự nhiên nên thường có vị ngọt, thơm. Đến Lai Châu, du khách không thể bỏ qua món thắng cố ngựa. Nguyên liệu chính là thịt, nội tạng của ngựa và các loại gia vị chính như gừng, xả, mắc khén, hoa hồi, thảo quả. Đây là món ăn được các đấng mày râu khá ưa chuộng. Nếu bạn đến Lai Châu đừng quên đến chợ đêm săn thẳng thành phố Lai Châu. Thịt lợn băm gói lá nướng của người Thái rất đơn giản. Nguyên liệu chỉ là phần thịt vai có cả nạc và mỡ, kết hợp với các gia vị đặc trưng, rau thơm. Khi được nướng trên than hồng thơm phức thì ăn một lần là ấn tượng. Món sâu chiết rang với lá chanh ngoài là một món nhậu bùi ngậy và nhiều chất bổ dưỡng. Còn gì thú vị hơn khi được ngồi bên bếp lửa bập bùng trong tiết trời Tây Bắc se lạnh, thưởng thức những món ăn từ sâu chiết, nhấp thử một chén rượu sâu chiết thơm ngọt, cay tê đầu lưới. Đến với Lai Châu, du khách sẽ bị cuốn hút bởi món xôi nhiều màu sắc, không chỉ đẹp mắt mà còn có hương vị độc đáo, dễ dàng quyến rũ bất kỳ thực khách nào. Và đến với Lai Châu, du khách cũng sẽ được thưởng thức nhiều món ăn được chế biến cầu kỳ, tinh tế và hấp dẫn. Nhiều thực khách ăn xong nhớ mãi và mong muốn được quay trở lại để thưởng thức thêm một lần nữa những hương vị của núi rừng. Rồi, xin chào mọi người đã đến với kênh Vlog Đặng Văn Trường. Hôm nay mình đang ở thành phố Lai Châu, thành phố trẻ mới được 9 năm thành lập thôi. Trước tiên cứ nhập mình làm cái Bye.
trên mặt đập nhé mọi người. Có công nhân hy sinh. Đây là trên mặt đập, chúng ta nhìn xuống cái hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu. Từ mặt đập xuống tận đáy hồ là 230 m. Đây nó họ trồng rất nhiều cây hoa ngâu rất thơm. Đây là đứng ở trên mặt đập, nhìn xuống rất là hùng vĩ. Ngày xưa đã bao nhiêu công sức làm đập thủy điện. Từ mặt đập trên chỗ chúng ta đứng này xuống đến tận đáy sông là khoảng 200 m. Trên đây họ có một cái đài tưởng niệm các công nhân đã hy sinh trong lúc xây dựng cái đập thủy điện Lai Châu này. Mình đang đi ở trên mặt đập của nhà máy thủy điện Lai Châu. Đây là đứng trên đài tưởng niệm nhìn xuống cái hồ của đập thủy điện.
Đứng trên cái cầu qua cái con sông này, chúng ta nhìn thẳng về công trình thủy điện Lai Châu ấy. Đấy. Ở dưới này có rất nhiều máy xúc đang tu sửa nạo vét cái lòng sông. Đây là cái xe do anh Vượng anh đưa mọi người đi tham quan. Thôi, thế mới đúng là xác định là chính xác là mình đã đến mảnh đất này. Tôi nhận nước thì quận không, nhưng nếu mà nó to hẳn ở đây thì có khi cũng được. Đấy, nếu mà nó xả nước nó bắn tung té ở đây. Ừ, hồ như sương trắng xóa đúng không? Đấy, nhưng mình phun nước rồi xe. Đấy, cái đấy có phải là cam bay thì tuyệt đẹp. Vâng, đẹp nào. Ừ, bay. Còn chị Vượng đây thì làm chủ cái khu này còn gì nữa. Em vào đây công tác từ lúc chúng tôi đặt viên đá đầu tiên. Trung đội bảo vệ nhà máy thủy điện Lai Châu có khoảng 20 mấy đồng chí, 23 đồng chí cảnh sát, thêm mấy đồng chí nghĩa vụ chở tàu ạ. Đây là cái nhà cái trạm biến thế truyền tải điện năng 500 kV Bắc Nam nhé mọi người nhé. Đấy. Đây sẽ truyền tải điện năng từ nhà máy thủy điện Lai Châu này đi vào trong miền Nam theo cái đường dây truyền tải 500 kV Bắc Nam. Đấy. Đây là cái nhà máy biến thế, trạm biến thế. Đấy, đây là cái nhà áo cá của chú em Vượng. Chúng ta lên cái đỉnh dốc này ngắm toàn cảnh cái trạm biến thế truyền tải điện. Đây là địa phận của huyện Nậm Nhùn nhé, tỉnh Lai Châu. Mây rất đẹp mọi người nhé, đỉnh núi rất cao và mây rất đẹp. Nhà máy chế biến mật ong rừng nơi thượng nguồn sông Đà, chúng ta có thể view đến thủy điện Lai Châu. Ở đây người ta gọi là chỗ này là mình nhắm đúng rồi. Chúng ta thấy là đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam.
nha, trạm biến thế đường dây 500 kV Bắc Nam. Rất là cao. Dùng miền Nam vâng. Vì Lai Châu đang đủ điện rồi. 1200 mv của thủy điện Lai Châu là toàn bộ dùng điện ở đây và đi vào miền Nam chứ không dùng ở miền Bắc. Đấy, nó chạy cái đường 500 kV này, này anh ạ. Và điện nó đổ tẹt 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 đấy. Toàn bộ điện của thủy điện Lai Châu đúng không? Đúng rồi. Là trung chuyển về trạm điện 500 này. Đúng rồi. Xong là từ đây là nó đi vào miền Nam luôn. Ừ, đi vào miền Nam có cái trạm này là mới đưa vào lên Đông Anh Hà Nội chứ. Đúng rồi. Chứ, vào Đông Anh Hà Nội xong chứ, là đi vào Đồng Nai. Chứ miền Tây Bắc là không dùng cái điện này đúng không? Không dùng điện này. Toàn bộ thủy điện này là về miền Nam hết. Đây là nơi thượng nguồn sông Đà nha mọi người nhé. Đấy, nơi đây có một nhà máy chế yến mật ong của anh Vượng. Đây là anh Vượng này. Đấy. Rất là nhiều mật ong rừng mọi người nhá. Toàn bộ khu vực này. Vượng là rất là nhiều mật ong rừng. Rất nhiều mật ong rừng. Mua mật ong rừng thì ủng hộ cho Đô Tiến Vượng nhá. Vâng. Cá rất là to. Nước trong vắt này. Trứng nhé. Xem trong quầy ba này có những cái gì. Đấy. Quầy ba. Có anh em muốn trong đây có một cái quầy ba nhé. Đấy, rất là nhiều rượu này. Đấy, nhiều rượu rất là ngon. Quầy ba rất là rộng rãi và đẹp. Ở trên đây họ bán cà phê rồi cả đồ ăn nữa, thứ gì cũng có. Phía bên này họ có chè Tam Đường. Rất nhiều loại chè đấy. Có chè cổ thụ này. Đấy. Còn phía bên đây là phòng ăn. Rất là rộng rãi, đẹp. Đây họ nấu ăn, họ bày ra rất nhiều món ăn ngon. Hình như đây là nấu nướng nhá. BBQ hả mấy cháu? Rất ngon nhé. Có thịt bò này, kim chi này, thịt lợn này, nấm này, rau thơm, rau sống này. Trông rất là hấp dẫn này. Trông rất là hấp dẫn này, rất là thơm ngon. View này mà nhìn xuống thành phố này thì quá đẹp. Rất là cao này. Đây có rất nhiều cây hoa hồng cổ thụ nha, hoa hồng Sapa này. Bia rượu nước giải khát như này. View rất là đẹp. Đứng từ đây quan sát toàn thành phố Lai Châu. View rất là đẹp. Họ còn có cả một cái quầy BBQ đồ nướng này.
rất đẹp. Có một đoạn cầu kính được khoảng 50 mét. Ngã ngay sơn như này. Đi cầu kính rất là sợ nhé. Nhìn xuống dưới rất là sợ. Họ còn phải thấp mà. Rất là sợ. Cầu kính vẫn sợ mọi người ạ. Cảm giác đi trên không trung rất là sợ. Rồi vào thang máy là đi chạy đến giờ đấy nhỉ? Trở về thì bao nhiêu giờ? 6 giờ hơn rồi đấy. Sáu giờ 7 giờ mày. Tối nay mấy giờ ăn? 7 giờ. 7 giờ thì thoải mái. Thì bây giờ mày chạy lên trên cái tượng này tượng dưới thôi, không lên trên cùng nữa. Ừ. Hơi tối đi. Chỗ này là vào bản văn hóa Lao Tỳ Phùng. Đây là bản văn hóa gì nhỉ? Lao Tỳ Phùng. Lao Tỳ Phùng à? Tỳ. Lao Tỳ Phùng. Rất đẹp. Có cái bản rất đẹp. Đấy, quay cái ngô ngô này hay. Cách cái cài nhỉ. Hồng cổ rất là đẹp nhé mọi người. Đây ngôi chùa này hình như họ đặt tên chùa là chùa Linh Ứng này. Đấy. Các cái tượng Phật này. Bản sắc một gia đình người Hơ Mông. Vào vụ ngô rồi, lúc đồng ngô. Nhà có ngô. Đã ăn cơm chưa? À, cơm nhà. Ở đây toàn nhà sàn ấy. Họ thu hoạch ngô, họ treo ở trước cửa nhà, rất là đẹp. Rất là nhiều ngô, rất là nhiều ngô chứ. Đây là một cái bản của người Hơ Mông, họ nuôi lợn. Nhà lá rất là đẹp. Nhà này có bờ rào bằng đá rất là đẹp này. Đấy. Bên trong họ nuôi lợn này.
Có. Nhanh, miên man ở đâu? Anh em nó đợi. Anh ở đợi suốt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ ăn thì phải vào quán Sáng mai con lên lúc nào bán được điện số này thì chị muốn anh để xuống lên em sẽ điện cho anh qua con cháu anh ngủ quên chết cháu con muốn dưới cho nó nặng dậy thì chả nào chơi sang bên ký túc xá ở không ngủ đâu không đi đâu có tuổi nhưng không ngủ đâu ngon lắm đúng rồi quá ngon nhưng mà tên em có ngủ ngon lắm quá ngon luôn bản thân đó nhưng mà em đi là 3 giờ anh thấy báo con nào gửi em bảo đấy báo đây cứ nào lên đi để em sao đón không em mời riêng anh thôi em Thành Vũ Lai Châu. Ở đây có cái chợ Chồm Hổm, chợ cóc, chợ Chồm Hổm bán một số các cái đồ đặc sản của đồng bào dân tộc ở đây. Sắn này, hoa đu đủ này, măng này, rau. Đây là đây có cả quả bơ nữa, bơ xoài, cả gạo nữa nhỉ, cho anh nhé, kéo cộng và gạo này nếp cẩm này, gạo này bán bao tiền cân nhỉ? À 30.000. Thế còn gạo này gạo lương bình thường em? Lương. À. Ở đây thì giá bán như thế nào? À 20.000. Cái gạo này. À. Thế về đắt, đắt hơn ở dưới. Nếp. À nếp nếp lương. Gạo này thì ở Thái Bình đưa ra nhiều, nhưng mà chắc không ngon gạo. Nếp cẩm. Nếp cẩm. Rồi, chỉ có bầu. Thế có cả chanh leo. Và chanh leo. Các loại rau đỗ. Rau này, cả lá bơ nữa, rau ngót, bước này, đấy, toàn là cây nhà lá vườn không? Đây có cả bán cả gà đồi rất ngon nhé. Gà này bán bao tiền cân rồi chị ấy? 100 à, 100 gà này ngon đấy nhỉ? Thế thì chỗ bọn em là cứ phải 150-160 đấy. Em ở dưới Quảng Ninh này. Nên đi chơi dạo dạo. Cái đây có phải chợ không mà... Chợ à, gọi là cứ thích thì bày ra đây bán đây nhỉ?
Ai chợ 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 chôm hổm đúng không, ngồi xổm này. Cái đây là cái dòng bùng à, dòng bùng ấy nhỉ, lâu lắm à. Đào đào Lai Châu này, dầu ngót chuối. Ở trên miền núi này cũng trồng được bơ nhé, bơ xoài này. Bơ là xanh nhất. À, bơ xoài. Đây họ bán như quả móc cọp ấy. Bánh cám, chân gà này, gạo nếp, rất nhiều thứ. Cả măng chua đấy này. Mít nhà chị trồng đấy hả? À, mít này mít Thái hay là mít Thái hay là mít Thái à, mít vậy đấy. Thằng măng chua xịn miền núi này, trông như miến này. Cái chợ này chợ Chồm Hổm nhé, Chồm Hổm, Chồm Hổm Việt quả đồ. Rất nhiều đồ mọi người ra đây bán. Quả móc cọp này à. Đây họ bán cả con chai nữa. Con chai nước ngọt hay có ếch nữa. Ếch này bán bao tiền một cân? 3.000 cân. Trứng gà con to này, rất nhiều đồ, khoai tây, cà rốt này. Ôi nhiều lắm, chợ này dài lắm. Đấy, chúng ta đi một vòng thử xem hết chợ rất là dài. Ở đây họ bán cả con lươn nữa này. Chạy bay đi. Lươn cho vào trong lọ đỡ chạy đó. À, lươn này. Ếch này, ếch. Những chú ếch rất là ngoan. Ếch thì đúng ếch ở ruộng núi ấy nhỉ. Lươn chạy chấu. Đây họ bán cả lạc này. Bắt bé cũng đang mua lạc này. Đang nằm viện thì làm ở viện có làm được. Mà là chúng ta đây họ có cái nếp cẩm đó nha, cái gạo này, nếp cẩm. Nếp cẩm rất là gạo này chắc là gạo đây mình trồng luôn. Trồng ạ. Cái này chỉ bán 3 tiền cân. 22 ạ. Gạo đây chắc ngon. Ngon ạ. Đây họ muối cả muối ớt, ớt này chắc là rất là cay, ớt thóc này. Hay còn gọi là ớt chỉ thiên. Ớt này ăn rất ngon đấy. Ớt này cay. Vâng.
Có khả năng bây giờ anh đi cùng em về nhà cho anh lấy xe lại đi ra đây thôi. Được, không có xe đâu. À vâng. Ây dồi, có cả chim bồ câu đấy này. Có cả chim bồ câu bán này. Nó còn bé đó, cái này mua về nuôi được ấy. Dạ. Đây dưới nhà chồng này này. Bồ câu bé này bán. Dưới rừng. À. Dưới này bán bao nhiêu quả? Này bán một túi này là bao nhiêu? À, 10.000 quả. Hả? À, 7.000 quả. Chị ơi, nó là nó già lạc có vậy chị ạ. Nó già lạc xong mình cho chị tới. Thế mua 3 quả là 20.000 này. Cái này là... Có quay ạ. Có quay ngọt ấy. Quay mỏng ạ. Vâng, rất dài nhỉ? Dài, ngon. Ừ, dài. Ngày xưa hay nhặt cái này ăn, bây giờ nó còn dài. Cái này đặc sản đấy bác ạ. Bây giờ cái này có xem. Tối nay có anh bạn anh mời cơm thôi. Ở xa đi chơi. Đang gọi là ngắm cảnh. Ngắm cảnh chợ Chồm Hổm. Đây không phải là chợ nhưng họ có những đồ gì thì họ mang lên đây họ bán. Như vậy rau củ quả gia đình trồng được cứ đem ra đây bán. Các loại lá chè họ đem ra đây họ bán. Lá chè, quả chè này. Có cái món gì mà... Quấn anh. À vậy. Quấn anh chị em đó. Em quấn em. Ờ không. Đây không phải chợ nhưng họ cứ bày ra họ bán. Ừ, cái tép này còn sống. Tép này tép đồng. Tép này tép đồng nhé, chứ không phải là tép biển đấy. Này như quả mướp đắng ấy. Quả mướp đắng. Quả mướp đắng. Mướp đắng. Sao nó bé?
Phía đây họ cũng có nhiều cá nước ngọt họ bán. Chợ họ chỉ có một đoạn đến đây nhé. Đây có cả cua bán này, cua tôm, tôm ướp đá này. Tôm này trên đây bán bao tiền cân này? Đây cũng không đắt không? Họ chuyên bán đồ hải sản. Làm được. Mực đây phải luộc đấy nữa. Mực cửa họ luộc sẵn đấy nữa. Nem chua này. Đây cái chỗ này như chợ đấy hả? Chợ này cũng không phải là chợ quy hoạch đâu, chợ tự phát. Họ cứ bày ra họ bán. Đây miền núi mà có cả hầu bán này này. Đây có đủ. Mà ăn hơi chua thì trong đây khá nhiều cua này. Đấy. Cua họ nuôi trong đây này. Đây họ nuôi này. Cua này cua nước mặn ấy nhỉ? Thế là lấy cái nước biển vào đây nuôi ạ? Nước biển. Đây là đồ đông lạnh này. Chuyên hải sản. Vâng, lên đi du lịch chơi đó. Vâng. Hôm nay nó hành luôn rồi. Nước kia hầu này nướng mỡ hành nữa. Cái hầu này anh bán trên đây này anh bán như thế nào? 25-30 nghìn cân. 25-30 nghìn cân. Cái nướng một con hầu này thì bán vào 5 nghìn. Thì hớt luôn, nhớ hớt Quảng Ninh. À, con 5 nghìn thì bằng Hà Nội. Hà Nội một con 5 nghìn. Ở đây có con 5 nghìn. Hầu đây bán là có nướng một con 5 nghìn một con đấy. Ờ, nướng kia đó. Hà Nội cũng 5 nghìn một con.
rẻ hơn món Ninh Nguyên mình à? Món 8. Món Ninh Nguyên 75 nghìn. 8 nghìn. Rồi. Dưới dưới chỗ Đầm Hà bán là có 15.000 cân. Đầm Hà năm thì mình đang nói là giá ở đây không hiểu rồi. Ở đấy là ông anh nhà này là nuôi ở dưới đấy, cắt thuê người cắt đưa lên bán là 10.000 một cân, 15.000 một cân gì đó. Nếu mà người ta như ví dụ như ông anh nhà chú ấy bán cả bè, đúng xong rồi, người ta lên người ta chia ra, xong người ta phân loại ra, người ta bán ví dụ những con hò này của nhà cháu này thì nó là những con hò là người ta chọn ra rồi rồi đấy thì bán ra khác biết mà rồi, xong rồi với lại là lên quá trình xe vận chuyển nữa rồi không, nếu mà bán thì cũng bằng Hà Nội thôi. Không Hà Nội mình cũng hỏi thử rồi, có 5.000 con mỡ hành. Thế này cũng được. Còn đây là sứa này. À, thế là cứ đem hầu ra đây nướng nhé, là mọi người đến là ăn. À, đây là chợ trung tâm thương mại gần phố đi bộ. Đây là một cái chợ nằm ở trung tâm thành phố đấy, trung tâm thương mại, cũng ít người.